Kính chào quý vị và các bạn, thưa với quý vị và các bạn. Vậy là chiếc xe Honda City màu xám 2020 của chúng tôi đã có chủ mới quý bạn nhé. Chiếc xe này cũng được chủ xe vừa với đăng ký, vừa với sang tên, vừa với bấm biển xong quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này là chúng tôi vừa với mua về đến cửa hàng, chưa kịp quay, chưa kịp đăng bán thì anh chủ xe cũng đã qua và mua luôn. Đấy, và mua ngay quyết ngay trong buổi chiều ngày hôm qua, thì sáng ngày hôm nay chúng tôi đang làm thủ tục sang tên để bấm biển cho anh đã có một chiếc xe biển mới luôn rồi. 30k đầu 8, đầu rất là cao, đầu rất là mới luôn các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang cần mua xe ô tô cũ thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử những chiếc xe đang bán tại cửa hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.